giết chó bị hồn chó đến báo thù. Anh ta có biệt danh là Vu Tử, đã hơn 30 tuổi, thân hình vạm vỡ, tính tình thì ngay thẳng, làm việc siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao nên được ông chủ và mọi người xung quanh yêu mến. Nhưng có một điểm lạ là tại sao suốt năm làm việc vẫn không thấy anh xin về thăm nhà. Mấy năm trước, bí mật này mới được phô bày. Hẹn giờ vào đúng giữa mùa đông, gió bắc thổi ào ào, vả lại vào sáng sớm nên cái lạnh càng thấu xương, thấu thịt. Do sự đòi hỏi của cuộc sống nên chúng tôi ở lại làm thêm ca đêm. Sau khi hoàn thành công việc được giao, tất cả chúng tôi đều mệt mỏi ủ rũ, không ai ngước đầu lên nổi, miệng thì ngáp liên hồi. Trời vừa lạnh lại vừa buồn ngủ nên tất cả chúng tôi đều ngồi chụm lại, nhờ hơi ấm truyền nhau nên tranh thủ ngủ được một lát. Đột nhiên chúng tôi nghe có tiếng chửi mắng rất thậm tệ đâu đây. Bỗng chốc mọi người ở gần đều kéo đến xem thử có chuyện gì mà mắng chửi ầm ĩ như vậy. Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là hai người bạn đồng nghiệp trực ban hôm qua nói chuyện với nhau. Hai người đó, một người tên là Vu Tử, còn người kia tên là Nụy Tử Tài. Cả hai đều làm công như chúng tôi, cũng đều là dân ở tỉnh khác đến, nghỉ qua đêm ở đây. Kỳ lạ là chỉ cần Vu Tử đi vài bài quyền sơ sơ thôi, thì 10 Nụy tỷ bài cũng chết, huống chi là một. Thế mà không biết vì sao hôm nay Nụy Tử Tài lại hùng hổ mắng nhiếc Vu Tử thậm tệ đến như vậy. Mọi người cùng hỏi, thường ngày á thấy hai người này như tay chân, mà hôm nay lại mắng nhiếc nhau dữ vậy. Xin nói rõ cho chúng tôi xem chuyện gì vậy? Nụy Tử Tài chỉ vào Vu Tử rồi nói với giọng đầy bực bội. Tối hôm qua, ổng phát bệnh thần kinh hay sao? Mà cứ la lối, nói năng lảm nhảm suốt đêm à. Báo hại tôi với mọi người không ai ngủ được hết trơn á. Hôm nay không biết tôi có đi làm nổi đi không nữa. Nói đến đây, mặt anh Nụy biến sắc. Mọi người chỉ nghe không còn đỡ nha, chứ thấy được cái bộ dạng đêm qua của thằng Vu á, trời đất ơi, nó giống như là bị ma nhập vậy đó. Tôi ngước lên nhìn Vu Tử, thấy thần sắc của anh ta rất xấu, nên mới vẫy tay gọi anh ta ngồi xuống gần. Tôi bắt đầu hỏi chuyện, nhưng tôi hỏi thế nào anh ta cũng không trả lời. Sau cùng do mọi người thúc ép quá, nên anh ta mới ngập ngừng nói. Đêm hôm qua, tôi thấy quỷ. Nghe anh ta nói xong, ai cũng dựng tóc gáy. Ngay lập tức, mọi người đều ngồi im lặng, không dám nhúc nhích hay cười nói gì nữa. Cả đám đều chăm chú lắng nghe. Anh ta nói lắp bắp, khoảng 7-8 năm trước, cũng vào một buổi sáng mùa đông. Lúc đó nhà tôi ở giữa thung lũng, do nhàn rỗi nên tôi cùng với em trai ngồi dưới gốc cây cổ thụ trước sân nhà. Gió mạnh quá khiến anh em tôi run cầm cập. Đột nhiên tôi nghĩ mùa đông là mùa làm cho thịt động vật ngon nhất. Vừa nghĩ xong tự nhiên tôi thèm thịt chó rõ rải luôn, nên tôi bàn với em mình. Em à, nếu bây giờ mà có thịt chó ăn thì không còn gì tuyệt vời, phải không em? Anh chỉ mơ ước gì không có không ạ? Nói câu này xong, tự nhiên mắt nó sáng lên. À, có con chó vàng ở nhà bên cạnh, không phải nó vừa mập vừa lớn đó sao? Đúng rồi, tại sao anh không nghĩ ra kia chứ? Nói là làm, tôi lấy một sợi dây thừng thắt thành nút thòng lọng, rồi dụ con chó nhà kế bên qua. Khi nó vào vòng, chỉ cần giật nhẹ cái là bắt được, vừa đỡ tốn sức, vừa không sợ bị nó cắn. Bình thường con chó này vốn quen thân với chúng tôi, đến khi chúng tôi gần thọc huyết nó rồi mà nó vẫn còn giãy giãy cái đuôi, mà nước mắt nó tuôn chảy. Trong ánh mắt của nó lúc đó hình như mong mỏi chúng tôi buông tha, chỉ coi hành động vừa rồi là trò chơi đuổi bắt chứ không phải là sự thật. Đến khi thấy tôi cầm dao đến, nó biết là không thể tránh khỏi cái chết. Nó không giãy đuôi nữa mà mặt mày buồn thảm, bộ dạng cực kỳ đáng thương. Nhưng lúc đó, sự tham ăn đã làm mờ mắt, chúng tôi vẫn không chút động lòng trước hành động cầu xin của nó. Nó không phản kháng nữa, mà cho dù nó có phản kháng, cũng không được. Vì từ đầu cho đến cuối, nó chỉ có những hành động đau đớn quằn quại, chảy nước mắt. Chúng tôi cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới giết được nó. Lúc nó chết, hai mắt nó nhìn chúng tôi trừng trừng, mặt đầy căm hận,
lưỡi thè dài ra khiến chúng tôi nhìn sợ phát khiếp. Nhưng nghĩ đến cái mùi vị thơm của thịt nên chúng tôi chẳng quan tâm nữa. Cố hết sức lôi con chó đó vô nhà bếp rồi chặt đầu nó. Vì đầu không thể ăn được nên chúng tôi đem vứt, sau đó mới lột da, mổ bụng. Do làm biếng sợ ăn không hết nên chúng tôi bỏ hết bộ đồ lòng, chỉ lấy phần thịt lại mà thôi. Sau khi rửa ráy xong mới bỏ hết gia vị vào trong bụng, mài lại rồi đốt lửa lên quay. Trong khi chờ thịt chín, tôi bảo em tôi đi mua 2 chai rượu nếp. Anh em tôi vừa ăn thịt vừa uống rượu, tận hưởng hương vị cho đến nửa đêm, có thể nói là vô cùng thỏa thích. Nhiều năm sau đó, có một đêm nọ, tôi nằm mộng thấy con chó vàng nó trở về, giống y như là lúc nó còn sống. Nhưng khi thấy tôi, nó không vẫy đuôi nữa, mà nhìn tôi trừng trừng, mặt mày hung tợn, ánh mắt như 2 cục lửa lớn. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, định chạy trốn. Nó liền nhảy phốc tới cắn vào cổ của tôi. Tôi sợ quá hét to lên, cứu tôi với. Hô xong, tôi giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi chảy ướt đẫm cả thân, nhiều đến nỗi ướt cả áo quần và chảy thành giọt xuống đất. Từ đó về sau, đêm nào tôi cũng thấy nó về đòi mạng, đêm nào nó cũng khiến tôi phát khiếp. Gia đình cho rằng tôi bị trúng tà ma nên mới mời thầy cúng về chữa bệnh. Ông ta dùng hết tất cả những biện pháp mà vẫn không thể đuổi được hồn ma của con chó. Lâu ngày không nhẫn tâm nhìn thấy gia đình hao tâm tổn trí vì mình nên tôi quyết định trốn đi. 1 năm sau, tôi nhận được tin sét đánh ngang tai, đó là em trai tôi vừa mới qua đời. Nghe xong, tôi lập tức về liền. Vừa về đến nhà, tôi nghe người thân kể lại. Từ ngày tôi đi khỏi, em trai tôi cũng gặp phải căn bệnh kỳ quái như tôi. Nhưng nó bị nặng hơn, lúc nào nó cũng thấy con chó vàng về đòi mạng cả ngày lẫn đêm. Nó luôn la hét ầm ĩ, bệnh càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Nó bắt đầu đi như chó, hú như chó. Trước khi chết, nó ngửi ngửi dưới đất y như là con chó vậy. Nó bò đến nhà chứa củi, không biết ai để cây cuốc ở trong đó. Nó lấy cuốc xuống, đập vào đầu, chẳng bao lâu thì chết. Nghe xong, người tôi nổi đầy gai ốc, tôi hỏi, vậy cây cuốc đó hiện giờ để ở đâu? Người nhà bảo, vẫn để ở trong nhà chứa củi. Tôi vội chạy đến nhà chứa củi. Trời ơi, tôi không nằm mơ đó chứ. Không sai vào đâu được, cây cuốc đó chính là hung khí mà anh em tôi đã dùng để đập chết con chó vàng. Diện cớ là vì vấn đề làm ăn, chôn cất em xong. Nửa đêm hôm đó tôi cấp tốc quay trở lại Cao Hùng ngay. Suốt dọc đường thật là thần hồn nát thần tính. Chỉ cần tiếng gió thôi, tiếng lá cây thôi, cũng làm tôi toát mồ hôi hột, nổi gai ốc, tâm trí lúc nào cũng hỗn loạn, phập phồng lo sợ. Cảm giác này nói ra, mọi người chắc không hiểu nổi đâu. Với lại, tôi cũng không biết dùng từ gì để diễn tả cho rõ ràng cảm giác này được. Lúc này, tôi thấy con chó vàng đang thè lưỡi, nhè răng phóng tới. Tôi sợ quá hét lên rồi bắt đầu chạy, nhưng càng chạy, càng thấy chậm. Suốt đêm đó, tôi phải đối diện với tòa án lương tâm của mình. Cuối cùng, hồn ma của con chó vàng lại tìm đến thật rồi. Nửa đêm nó xuất hiện trước giường của tôi đang nằm, giống như hung thần ác quỷ, nó nhè nanh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Trong răng của nó phóng ra 2 tia sáng lạnh như muốn xuyên qua phòng tôi. Sợ quá, tôi quỳ xuống van xin nó khoan dung, tha lỗi. Vừa mới thấy nó nơi đó, vậy mà nó phóng lên cắn vào cổ của tôi lúc nào không hay. Càng cắn, răng nó càng cắm sâu vào trong cổ của tôi. Cứu tôi với, hãy tha cho tôi. Tôi hét to và múa máy lung tung. Những người bạn cùng phòng nghe tiếng la của tôi nên đánh thức tôi dậy. Thì ra là tôi gặp ác mộng. Bạn bè cứ luôn chế giễu cho tôi làm nhiều tội ác quá nên mới thường gặp ác mộng. Tôi thấy mình đâu có nằm mộng đâu, vì lúc đó tôi chưa ngủ, mắt vẫn mở. Tôi sợ quá không dám ngủ. Nằm mà tôi cứ luôn nghĩ không hiểu tại sao, dù tôi đã cầu xin như thế nào đi nữa, thì con chó vàng cũng không tha thứ. Tôi chợt nhớ lại, lúc chúng tôi chuẩn bị giết nó, không phải nó cũng đã từng cầu khẩn xin tha mạng đó hay sao? Bây giờ chỉ còn có cách lại bỏ đi nơi khác. Tôi đến Đài Bắc, tùy thay đổi 2-3 công ty, nhưng con chó vàng vẫn bám lấy tôi như bóng với hình. Khi tôi đi làm, nó cũng theo. Bao giờ tôi vào trong công xưởng rồi, nó mới đi mất.
Do đó tôi xin ông chủ cho tôi ở lại luôn trong công xưởng. Tốt quá, tôi ở luôn trong công xưởng được 2 năm. Nhưng 2 năm đó không lúc nào tôi quên nó. Khi làm việc thì thôi, hễ nghĩ tay là lại nhớ đến nó. Cho nên buổi tối tôi không dám bước ra khỏi cửa nửa bước. Bây giờ ai cho tôi thêm tiền, bảo tôi ăn thịt, tôi cũng không dám ăn. Ám ảnh tội lỗi đã chiếm toàn bộ tâm trí của tôi rồi. Chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Dù trốn chạy đi đâu thì nó cũng đến. Lúc này tôi thật thấm thía câu nói mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú mà người bạn đã cho tôi mượn xem hồi mấy tháng trước. Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn sâu xuống đáy biển. Dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây. Tối hôm kia, con chó vàng nó dẫn thêm 7-8 con chó khác. Con nào cũng rất hung hăng, hung dữ, vây quanh lấy tôi. Bất thình lình, cả bọn nhảy lên người tôi, khiến tôi không thể nào cử động được. Chúng giữ tôi lại để cho con cá vàng cắn vào cổ tôi. Trong nhóm của chúng, có con cắn vào đầu, còn cắn vào chân, vào tay. Chúng cắn cho đến khi trên người tôi không còn chỗ thịt nào lành lặn. Toàn thân tôi chảy máu đầm đìa, đau đớn không thể nào tả xiết. Văn Tử nói đến đây, thấy bộ dạng của anh ta hình như là rất đau đớn, kinh sợ. Anh ta im lặng một lúc, rồi nói với giọng rất hối hận. Chó vàng là con chó có tánh linh rất cao. Trước kia nó có cảm tình đặc biệt với chúng tôi. Nhưng chỉ vì một tâm niệm tham lam muốn ăn thịt, chúng tôi đã nhẫn tâm xuống tay tàn bạo với nó. Giờ nghĩ lại, tôi chẳng khác nào một con mãnh thú đội lớp người. Có khi còn thua cả loài cầm thú. Sau cái chết bi thảm của em trai, trong thâm tâm tôi hiểu rất rõ cảnh của thế giới vô hình mà trước kia khi nghe ai nói đến, tôi đều biểu môi chê cười, chê họ là mê tín dị đoan. Tôi rất sợ đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị chết thảm như em tôi vậy, nên không dám làm quen với bất kỳ cô gái nào, sợ mình sẽ gây đau khổ cho người ta. Sau khi em tôi chết được một tuần, suốt ngày tôi không được an ổn, nên tôi mới đi đầu thú. Tôi nghĩ nhờ hình phạt của pháp luật giúp tôi đỡ thấy ăn năn về lỗi lầm của mình hơn. Nhưng không ai chịu xử cái chuyện cõng con ăn trộm chó, họ cho rằng tôi bị bệnh thần kinh. Reng reng, tiếng đồng hồ báo hiệu giao ban, mọi người như bừng tỉnh lại. Đứng dậy, đi ra một cách lặng lẽ. Người bạn làm chung với anh cũng đi làm việc của anh ta. Mỗi người mỗi việc, chỉ còn lại một mình Vu Tử. Anh ta cây người nhìn mọi người đi ra. Khi mọi người quay trở về chỗ nghỉ thì đã 12 giờ trưa. Lúc ăn trưa, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Vu Tử đã xin thôi việc, già đi rồi. Tôi vừa ăn cơm vừa nghĩ, lần này thì anh ta sẽ đi về đâu? Đi về phía đông hay phía nam? Rồi đây cánh lục bình kia sẽ trôi dạt về nơi nào? Có vật cản nào giúp nó dừng lại không? Một thời gian sau, cái tên Vu Tử bị cỗ máy thời gian nghiền nát. Do quá bận biểu lo toan cho cuộc sống nên không còn ai nhắc đến tên anh. Nhưng câu chuyện về cuộc đời anh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người, cảnh tỉnh mọi người mỗi khi định xuống tay giết hại một sinh mệnh. Vì nhân quả báo ứng tư hào, không sai chạy, không lọt một bụi trần. Một bụi trần, một bụi... Phá thai là tội nặng. Hiện nay trong xã hội, vấn đề phá thai ngày càng nghiêm trọng. Quả báo phá thai rất đáng sợ, không những ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng mà còn tạo nên thống khổ cực lớn cho tâm tư lẫn sức khỏe của nữ giới. Hơn nữa, tương lai còn phải chịu khổ báo nơi địa ngục. Chúng ta phải tận lực đề xướng thuyết yêu quý thân mạng, ngăn cấm việc phá thai. Đệ tử tài gia của Phật nên sống chung thủy, tiết dục, giữ gìn và quý trọng sức khỏe mình. Riêng đối với người đã phá thai, không phải chỉ sám hối thôi, mà còn phải phóng sinh, tụng kinh hồi hướng cho vong thai, mới mong giải oán kết. Ngày nọ, có một nữ sĩ họ Kim đến phòng mạch chúng tôi khám bệnh. Cô trông rất thanh tú, búi tóc trái đào, dung nhan buồn thảm, mặt tối sầm, trông rất tiều tụy. Vừa vào cửa, cô Kim thống khổ nói thật nhỏ: bác sĩ ơi, xin hãy giúp tôi với, cứu tôi với, cả người tôi đau đớn, bác sĩ ơi. Tôi bắt mạch cho cô ta, thấy mạch mệt mỏi vô lực như vừa trải qua cơn bệnh nặng. Tôi liền hỏi:
Cô giáo gần đây có phá thai không? Cô Kim bật khóc, sụt sùi kể. Tôi năm nay 35 tuổi, khó khăn lắm mới có được em bé. Mang thai được 7 tháng, đến bệnh viện kiểm tra, thì bác sĩ nói tim em bé phát triển không ổn định. Tốt nhất nên đình chỉ việc mang thai. Nhưng mà trong lúc tôi đang do dự chưa quyết, thì bắt buộc phải dâng theo ý người nhà, triệt phá cái thai 7 tháng đó đi. Kể từ hôm phá thai xong, tâm lực tôi suy sụp cùng cực, mãi cho đến nay, lúc nào tôi cũng có ý muốn tự sát và rất thống khổ. Bác sĩ ơi, hãy cứu tôi với, hãy cứu tôi với bác sĩ. Kim nữ sĩ vốn là người có sự nghiệp thành đạt. Cô kết hôn đã 3 năm, rất khao khát có con. Năm nay, nguyện ước cuối cùng cũng đạt được. Nhưng do thời kỳ đầu mang thai, cô thường phải ra ngoài công tác, lại thêm chuyện xã giao thù tạc với khách, dẫn đến việc tạo nghiệp sát sinh liên miên. Cô đã không biết bảo vệ sức khỏe mình trong lúc mang thai, lại chẳng có cơ may được nghe giảng hay biết đến Phật Pháp. Suốt 7 tháng mang thai, cô cũng không gặp được người bạn Phật tử nào, do chẳng biết bảo vệ thai tốt mới tạo thành bi kịch như vậy. Nhìn Kim nữ sĩ đau khổ, tôi khuyên cô không nên kích động. Phá thai đối với phụ nữ rất là nguy hiểm. Cô phá đứa con đã 7 tháng lại còn nguy hiểm hơn. Sát hại phá thai hết sức nghiêm trọng, không những gây tổn hại cho sức khỏe của bản thân, mà còn làm giảm thiểu hạnh phúc, ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp gia đình về sau. Bây giờ ngoài việc chữa trị bằng thuốc men, cô còn phải thành tâm thành ý sám hối các sát nghiệp của mình đã tạo ra. Hãy vì dông thai tụng kinh, Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni kinh, ít nhất 7 bộ. Hằng ngày nên tụng đều đặn 1-2 bộ, có thể quỳ tụng rồi hồi hướng cho dông thai bị phá, giúp nó nghe Phật Pháp sớm giảng sinh thiện đạo. Cô Kim nghe xong, gật đầu. Được 1 tháng rưỡi cô đến, tôi thấy mặt mày cô đã đổi khác, nhan diện tươi hồng, tinh thần phấn chấn. Cô hớn hở bắt tôi. Hiện giờ sức khỏe em đã hồi phục 9 phần, tâm lý của em cũng thoải mái, không còn tư tưởng muốn tự sát nữa. Thật là cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Nhìn cô sống lại, tìm được niềm tin. Tôi nói với cô rằng cô không cần cảm ơn tôi, hãy cảm tạ Phật Pháp. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, vì vậy ta phải dùng lòng từ bi đối với mọi chúng sinh, không nên làm thương hại. Từ vô thị kiếp đến đây, do không được nghe hay biết đến Phật Pháp, mà chúng ta tạo vô lượng tội, làm thương hại vô số chúng sinh. Cho nên, ta phải thành thật nhận ra lỗi lầm của mình, không oán trời, trách người, chỉ thành tâm sám hối, rộng làm công đức hồi hướng cho những kẻ bị mình làm tổn hại. Có như vậy mới mong được chúng sinh tha thứ. Khi cô về nhà, nên thường xuyên đọc, nghiên cứu kinh Phật cho nhiều, ráng xem kinh Kim Cang Sư Tuyên Hóa Giảng để hiểu ý nghĩa quan trọng của cuộc sống. Xem xong kinh, cô sẽ biết mình phải làm sao. Chính trong bước đường học Phật tu hành thực tiễn sẽ tìm ra con đường ly khổ được vui, nếm mùi vị đại giải thoát, sống một đời có trí tuệ, và thai nhi bị phá cũng nhờ nghe kinh, nương theo đó mà giải oán. Quan Âm cứu nạn. Một ngày khoảng 8 giờ tối năm 1997, tôi vừa tan sở xong thì vội lên chuyến xe tối về nội thành. Lúc này người trên xe rất ít, đi được nửa đường thì bỗng có 4 thanh niên say bí tỉ bước lên xe. Trong tay mỗi người cầm một chai rượu, y phục xốc xếp, rõ ràng là say quất cần câu. Một thanh niên trong đây thấy tôi ngồi một mình, liền bước siêu vẹo tới ngồi cạnh tôi, còn tùy tiện gác một tay lên lưng ghế tôi. Ba ông ma men kia thấy vậy, đều nhào tới, ngồi xuống bao vây tôi. Cho anh ngồi chung nghe. Lúc đó, tôi cảm thấy cực kỳ bất an. Trong lòng hơi ớn, nhưng ráng giữ bình tĩnh, nghiêm nghị bảo anh thanh niên ngồi sát tôi, hãy bỏ tay xuống. Kết quả, chẳng những anh ta không nghe, mà còn phản ứng suồng sã, táo tợn hơn, bằng cách choàng tay lên vai tôi, còn cười ha hả thật lớn. Chắc chắn
đây là một tên lưu manh. Tôi muốn đổi chỗ, nhưng gã chẳng cho tôi đi ra. Tôi liền hướng anh bán vé cầu cứu. Tôi kêu thật to. Anh bán vé ơi! Anh bán vé từ từ đi tới. Tên lưu manh này thấy vậy, liền xa sầm mặt, vội xỉa tiền ra mua 5 vé. Còn chỉ vào tôi, trần tráo bảo. Tôi mua vé cho em gái này luôn. Em gái này trong nhóm của tôi. Trong nhóm của tôi hết trơn á. Nghe vậy, tôi thật có miệng mà nói khó khăn, nhưng vẫn ráng giải thích. Tôi không quen họ, anh đừng lấy tiền của họ. Vé của tôi hãy để tôi mua. Nói xong, tôi đưa mắt nhìn anh bán vé, ngầm cầu giúp đỡ. Nhưng anh ta chừng như quá sợ đám du côn này, khẽ liếc tôi một cái, rồi lủi về chỗ mình ngay. Anh ta cứ giả lơ, làm như không nghe thấy gì. Còn lại mình tôi với đám lưu manh, không ai bảo vệ. Trong lúc cực kỳ nguy cấp đó, tôi chỉ còn biết cầu Bồ Tát cứu mình thôi. Tôi rất tin Bồ Tát Quan Âm, hữu cầu tất ứng, trong lúc nguy nan sẽ chở che gia hộ bất tư nghì. Giữa đêm tối bơ vơ không ai giúp đỡ, tôi đành chắp tay niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nhất tâm khẩn cầu Ngài che chở, cứu tôi thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Dần dần, nội tâm tôi trở nên bình tĩnh, không còn căng thẳng, mà cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Vì ngay lúc đó, tâm và Phật hiệu đã hợp nhất. Khoảng chừng 15 phút sau, trong lúc tôi đang chuyên tâm nhất ý niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì đột nhiên mấy gã say đang hùng hổ, bao vây áp đảo tôi, bỗng thét lên thật to. Bác tài, mau dừng xe lại, cho tôi xuống xe. Chuyện gì vậy? Phiền phức quá đi. Xe đang chạy trên đường cao tốc, không thể dừng lại. Trời ơi! Quá thiệt, tôi không tin được. Mau dừng lại, dừng xe lại. Mau dừng xe lại. Trời ơi! Dừng xe lại đi. Dừng xe lại. Gã ngồi cạnh tôi vừa nói vừa tỏ vẻ rất thống khổ. Lúc này mấy gã say còn lại cũng quýnh quán đứng dậy hết, đồng hoảng loạn la to. Trời ơi, mắc tiểu quá, hết nhịn nổi rồi, mau dừng xe lại. Trời ơi, tôi muốn xuống xe. Tài xế vừa dừng, thì bốn gã say vội nhào lăn xuống đường, rồi biến mất hút trong đêm. Ông tài xế chửi đổng một câu. Đồ thần kinh. Rồi cho xe chạy tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe, bầu không khí giờ đã yên tĩnh trở lại. Tôi hết sức cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngầm gia trì. Chính là nguyện lực từ bi của Ngài đã giúp tôi hóa hiểm thành an. Đúng như trong Kinh Phổ Môn nói, chúng sinh bị khổn ách, vô lượng khổ bức thân, Quan Âm diệu trí lực, năng cứu khổ thế gian. Lúc ách nạn tôi được thọ ân như thế, xin mạo muội kể ra chia sẻ cùng người hữu duyên. Tôi muốn nói rằng, nếu bạn gặp nguy hiểm, lâm vào cảnh bơ vơ cô độc một mình, không có ai chở che, thì hãy chí thành niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Chỉ cần bạn thành tâm hết lòng, nhất định sẽ nhận được lực gia trì không thể nghĩ lường của Ngài. Thiện niệm và ác niệm. Thiện niệm, ác niệm đều do tâm sinh, vì vạn pháp do tâm tạo. Chúng ta tu hành cần phải kiểm soát, tu trong từng cử tâm động niệm, quản lý tâm mình cho tốt. Nếu giữ được chánh niệm hiện tiền thường xuyên, thì tự nhiên y báo sẽ chuyển theo chánh báo, số mệnh tất được cải đổi. Nhà Phật thường nói, khởi một niệm thiện, cung điện nơi thiên đường liền thành. Khởi một niệm ác, hình phạt nơi địa ngục chờ sẵn. Nếu có thể tiến lên triệt ngộ nguồn tâm, trụ nơi vô trụ, siêng tu lục độ vạn hạnh, ác việc giải thoát thành đạo, đều có thể thực hiện. Người học Phật chúng ta, nếu tu đến thời tiết nhất định, sẽ có mài luyện đủ loại, đủ kiểu hiện đến với bạn. Lúc ấy, cần có tâm bình hòa, nhẫn nhục tinh tiến để vượt qua thử thách. Dưới đây là kinh nghiệm từ cuộc sống của tôi, hy vọng mọi người xem xong được lợi ích. Tiểu Vận là thằng em họ kém tôi 7 tuổi. Tính hết sức ngang ngược, bướng lì. Dì dượng tôi rất cưng chiều nó.
Hôm đó tôi tới nhà thăm dì Dượng, nhưng họ đi vắng. Chỉ có một mình Tiểu Vận trong nhà. Tôi vừa bước vào, nó đã kéo tôi lên mạng chơi vi tính. Bất đắc dĩ, tôi phải chơi cùng nó một lúc. Do tôi ít chơi game, nên rất mau thua, làm ảnh hưởng xấu đến số điểm, khiến em tức giận, chạy đến xô tôi té xuống đất, và trách. Sao chị chơi tệ quá vậy? Nhìn khí thế hung hăng của em, tôi lấy giọng chị, nghiêm nghị quở nó. Em dám đối với chị dữ dằn như vậy hả? Bình thường nể dì Dượng, nên chị luôn nhường nhịn. Hôm nay chị phải dạy dỗ em mới được. Thế là tôi túm lấy nó, đánh vào mông nó một trận. Tiểu Vận bị tôi đánh, khóc ầm lên, vừa khóc vừa chụp đồ đạc quăng ném lung tung. Đồng hồ bàn, ly tách, các món đồ chơi đều bị nó làm vỡ hết. Tôi khuyên ngăn vô ích. Ngay lúc đó, dì Dượng tôi về. Nhìn thấy bãi chiến trường hỗn độn, dì Dượng phật ý, hỏi với giọng đầy trách móc. Vậy làm sao? Trời, vì sao mà đồ đạc tùm lum vậy hả? Chẳng đợi tôi giải thích, Tiểu Vận vừa khóc vừa gào lên. Là chị Hồng làm hết đó. Chị vừa đánh con, vừa quăng đồ á. Không những làm con bị thương, mà còn phá hư hết đồ chơi của con luôn. Ba ơi, mẹ ơi, chị thừa lúc hai người đi vắng đã ăn hiếp con như vậy đó. Tôi nghe em nói mà ngỡ ngàng đứng chết trân, ngạc nhiên tới há hốc miệng, á khẩu, cũng chẳng biết làm sao để giải thích. Dì Dượng tôi quá cưng em họ, nên tin ngay. Họ giận dữ, mắng tôi. Tại sao mà con không có lương tâm, cư xử quá tệ như vậy hả? Con cũng từng ở đây một thời gian, sao lại đối với em ác như vậy? Cái con nhỏ này bụng dạ xấu xa độc ác, mau cút khỏi đây ngay, cút ngay! Tôi muốn giải thích, nhưng dường như chuyện khó thể vãn hồi, đành dẫn nhịn nuốt giận quay về. Về ký túc xá, tôi khóc to một trận, thầm nghĩ, vì sao dì Dượng lại đối xử với tôi như thế? Rõ ràng là Tiểu Vận sai, nhưng họ chẳng cần phân rõ trắng đen, cứ mắng tôi xối xả. Tại sao? Tại sao chứ? Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Từ Đại Bi ơi, cầu xin Ngài gia trì giúp hóa giải mọi hiểu lầm giữa con và họ. Đêm đó tôi không ngủ. Một tuần trôi qua, tôi rất muốn đi thăm em họ và gặp dì Dượng để xin lỗi, vì bình thường họ đối với tôi rất tốt. Thế là tôi mua quà mang đến nhà họ. Vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình ngạc nhiên. Dì đang ngồi trên sofa bưng mặt khóc, còn Dượng ở cạnh bên thở dài não ruột. Dì Dượng ơi, có chuyện gì vậy? Tiểu Vận đâu? Dì Dượng chỉ vào phòng ngủ. Tôi bước tới, vừa nhìn thấy em họ thì giật mình thất kinh. Không ngờ, một Tiểu Vận tuấn tú giờ đã biến thành cái đần độn ngớ ngẩn. Lưỡi em thè ra khỏi miệng, quẹo sang bên phải, nước dãi chảy nhỏ giọt giọt. Còn tai và gò má bên phải của em thì không ngừng co giật. Nó bị như vậy đã một tuần rồi. Dượng tôi bất đắc dĩ, kể cho tôi nghe. Con đi rồi, thì qua ngày sau, Tiểu Vận đột nhiên toàn thân co giật. Đến bệnh viện khám, bác sĩ nói đây là triệu chứng bại não, chỉ có thể điều trị từ từ, không còn cách nào tốt hơn. Phải làm sao bây giờ đây chứ? Chúng ta chỉ có một mình nó thôi mà. Dì tôi ngồi bên nghẹn ngào chen vào nói, hai mắt đỏ chạnh, chứng tỏ dì đã khóc rất nhiều. Đừng lo, rồi sẽ có cách mà. Quay về ký túc xá, tôi cảm thấy việc này có liên quan đến tôi. Mặc dù Tiểu Vận, dì Dượng đối với tôi một bề ghét bỏ, dùng toàn lời ác dành cho, nhưng tôi là người học Phật, cần phải dùng thiện niệm và tâm từ bi mà đối với họ. Nếu như tôi thành tâm tụng kinh hồi hướng cho Tiểu Vận, có thể em sẽ dần hồi phục, gia đình sẽ bình an hài hòa. Thế là tôi bắt đầu tụng kinh Kim Cang, hồi hướng công đức cho Tiểu Vận. Kỳ tích xảy ra. 3 ngày sau,
Dì tôi mừng rỡ gọi điện khoe. Alo, con hả? Từ lúc con đến thăm thì trưa hôm sau bệnh của Tiểu Dẫn chuyển tốt lên rồi. Miệng và mặt nó hết bị co giật, có thể ăn cơm bình thường rồi đó con. Tiểu Dẫn đã kể hết sự thật cho dì nghe rồi. Nó đã làm sai và phải nhận lỗi trước con phải không? Thật sự xin lỗi con nha. Hôm ấy dì đã mắng quan con hãy tha lỗi cho dì nghe. Tối nay con có rảnh không? Mời con đến ăn cơm với dì nghe con. Thế là mọi việc tốt đẹp, an ổn, hài hòa. Điều này làm tôi xúc động sâu sắc. Nếu như mỗi người học Phật đều có đủ trái tim từ bi, cho dù bị người khác khởi ác niệm với mình, bản thân cũng không nên nổi sân, mà phải nhờ vào sức mạnh của Phật Pháp, sám hối, hồi hướng. Nếu biết dùng thiện niệm đối đãi với mọi sự, mọi việc, thì nhất định sẽ có hảo báo, thu được kết quả tốt đẹp không ngờ. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu người muốn biết ba đời tất cả Phật, nên quán tính Pháp giới, tất cả do tâm tạo. Người học Phật, trong lúc gặp nghịch cảnh, nghịch duyên, cần giữ chánh niệm, nên dùng tâm nhẫn nhục, như bất động đối với mọi hoàn cảnh. Làm được vậy mới có cơ hội giải thoát. Kinh Kim Cang nói, tất cả Pháp vô ngã thành tụ nơi nhẫn. Nhân đây, xin khuyến thế nhân, cẩn thận khi nói năng hành động, phải dình tâm giữ miệng, chớ nói lời vu khống người, vì thiện ác nằm trong một niệm, phúc họa như bóng theo hình, nhân quả báo ứng luôn có thật. Lời người dịch. Đọc đến đây, bạn có thắc mắc không? Tại sao có nhiều người ác khẩu, vu khống, tạo lỗi tương tự, hoặc hơn cả Tiểu Vận, mà họ đâu có bị gì? Phải giải thích, đó là tùy thuộc nhân quả. Tùy những uẩn khúc trong cuộc sống mọi người, tôi xin tạm giải thích như thế này. Nếu xúc phạm kẻ ác, hoặc thường dân, không bị báo nặng bằng xúc phạm hiền dân, thánh dân. Hồi mới dịch xong chuyện này, tôi không tin, cho rằng có vẻ như người kể đang tự khoe khoang. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, Quả Hồng là Phật tử, không nói dối, và tu rất miên mật, giữ giới chu đáo. Do vậy mà lời cầu nguyện cô dễ đạt, và bản thân không những nhận được lực gia trì của thần hộ giới, mà cả đến chư Phật, nên mới chiêu cảm kết quả như trên. Đọc trong kinh sử, ta thấy ghi chuyện một vị sư già thời Phật đã từng chứng thánh, nhưng miệng cứ nhai đi nhai lại rất khó coi. Nguyên nhân bắt nguồn từ kiếp xa xưa, thuở đó ông là một chú tiểu, tình cờ thấy một vị sư già tụng kinh, ông đã cười nhạo chê rằng sư tụng giống hệt trâu nhai cỏ. Không ngờ vị sư này đã chứng A-la-hán, do lỗi xúc phạm thánh dân mà sa di đó 500 đời miệng thường nhót nhép giống trâu nhai cỏ, cho đến kiếp cuối cùng này dù đã chứng A-la-hán rồi vẫn còn phải tiếp tục trả báo xưa. Ngoài tác động luật nhân quả, mắng người thì bị người mắng, hại người bị hại lại, thì việc vô cớ vu oan đổ lỗi cho hiền dân hay một người chỉ giữ ngũ giới nghiêm ngặt thôi, thì cũng khiến cho đương sự có thể chiêu vời báo ứng xấu cho mình, giống như câu chuyện Quả Hồng vừa kể là một chứng minh. Vì vậy, Phật thường khuyên ta cẩn ngôn và luôn nhắc, họa nằm nơi đầu lưỡi. Tội nặng báo nhẹ. Trong Pháp Uyển Châu Lâm ghi, nghiệp tạo có nặng nhẹ, có nhẹ thì sám hối liền tiêu, nếu nghiệp nặng thì có thể chuyển quả báo nặng thành nhẹ. Mỗi Phật tử chúng ta lúc chưa học Phật đã từng tạo rất nhiều ác nghiệp, do không hiểu biết mà gieo lầm nhân ác. Cho nên học Phật, đặc biệt là khi tinh tấn trì giới tu hành, sẽ xuất hiện đủ loại nghịch cảnh. Nếu nghịch cảnh ập đến cũng không phải là xấu. Một số trong đây giúp ta giải nghiệp tội nặng mà được báo nhẹ. Trong truyện Pháp Sư Tam Tạng chùa Đại Từ Ân có ghi, ngài Huyền Trang lúc Lâm Chung bị bệnh, thần hộ pháp an ủi ngài như thế này: sư từ vô thủy đã tạo nhiều ác nghiệp làm tồn não hữu tình, nay nhờ có chút bệnh mà ác nghiệp được tiêu trừ, cần phải vui mừng. Hồ cư sĩ trước khi chưa biết Phật pháp, ông tạo tội sát sinh rất nặng, thế còn làm vua bếp, ông là tay đồ tể nổi danh.
thủ pháp giết vật nhanh nhẹn, gọn lẹ. Những thứ khó làm mà hễ qua tay ông, chỉ cần vài nhát đao là xong ngay. Hầu như mỗi ngày, ông Hồ đều nhậu nhẹt hút thuốc, uống rượu, ăn thịt. Hơn nữa, lúc đó, ông còn cho học Phật làm mê tín. Có lẽ nhờ thiền căn kiếp trước, trong một dịp tình cờ, ông gặp cư sĩ Quả Khanh, tác giả cuốn Báo Ứng Hiện Đời. Sau khi nghe Quả Khanh nhắc nhở khai thị rồi, ông liền quyết tâm từ bỏ hút thuốc, dứt hẳn rượu, thịt và bắt đầu ăn chay trường. Đúng là, nghe liền tin thọ, do ông thay đổi cực mạnh như vậy, khiến những người bạn tu học theo Phật nhiều năm phải tấm tắc ngợi khen mãi. Tháng 10 năm 2007, ông Hồ cùng một người bạn đi lễ Phổ Đà Sơn. Ngày đầu tiên hai người thành tâm nhất ý lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Trên đường, hễ gặp chùa thì bái Phật, tất cả đều thuận lợi. Ngày thứ hai, tối đó tại nhà khách, ông tắm xong, mới từ trong bồn nước ra ngoài, thì sơ ý bị trật té, chỉ nghe ạch một tiếng, gối phải khuỵu xuống đất. Ông liền kêu người bạn chở mình tới bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán xương gối phải bị gãy, dập, nên hôm sau là ngày thứ ba, ông được chuyển đến bệnh viện Thượng Hải, bác sĩ quyết định sẽ mổ ngay. Từ lúc té đến chờ phẫu thuật, chân ông sưng to, nhưng tuyệt không thấy đau đớn. Ông thầm tin sâu, đây chắc chắn là nhờ Phật lực gia trì, khiến ông tội nặng được báo nhẹ, nên càng tinh tấn niệm Phật, không gián đoạn. Tối đó mổ xong, do phản ứng hậu phẫu, nên gối phải đau suốt đêm. Sau đó thì không hành đau nữa mà hồi phục rất nhanh. Có mấy người bệnh trẻ nằm chung phòng với ông, sau khi gãy xương phải trị liệu đủ thứ và nghỉ dưỡng tới 5-6 tháng. Lại còn thường xuyên tẩm bổ canh xương hầm vì cho rằng phải ăn mặn như vậy mới đủ dinh dưỡng. Nhưng vết thương họ cho tới giờ vẫn chưa lành. Nên họ cứ than rên trước mặt ông Hồ 60 tuổi này mãi. Qua đây đủ thấy, ăn chay, tu tập theo pháp Phật, có thể đem lại trợ giúp rất lớn cho việc hồi phục sức khỏe. Xuất viện xong, ông Hồ tu học càng thêm tinh tấn. Trong thời gian cái chân đau bắt đầu hồi phục, ông không thể quỳ trước Phật, chỉ có thể ngồi trên giường sám hối nghiệp sát sinh, và biết bao ác nghiệp, thuở ông còn làm bếp. Ông chí thành tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các chúng sinh đã bị ông giết, hy vọng chúng sớm lìa khổ, được vui. Sau khi mổ được 2 tháng, ông đã phá tan quy định của y viện. Bệnh chuyển tốt, đến không cần chống gậy. Ông xuống giường cử động, đi lại trong nhà. Không bao lâu, do tính nôn nóng, Hồ huynh không cam tâm ở mãi trong nhà. Ông thường ra ngoài tham gia các hoạt động phóng sinh hoặc hội họp cùng đám bạn đạo. Mới đầu chúng tôi không yên tâm, đồng khuyên ông nên cẩn trọng, hãy ở nhà nghỉ dưỡng cho thật ổn, rồi hẳn ra ngoài. Nào ngờ, lão Hồ tính cách vốn hào sảng, không những chẳng chịu nghe mà còn nói. Chẳng hề chi, chân tôi hồi phục rồi, hiện tại đi đường không bị ảnh hưởng gì hết. Vừa nói, ông vừa chìa chân ra cho chúng tôi xem. Mọi người đều bật cười. Từ lúc ông gãy xương đến nay đã 7 tháng, nhưng nơi gối phải, đến giờ thì chẳng còn vết tích chấn thương chi. Ông Hồ hoàn toàn cử động tự tại thoải mái, giống như người bình thường. Quán ngôn cao cấp. Tại đại lộ Tung Sơn của thành phố Đài Bắc phồn hoa, có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần, tên là Quán Ngon Cao Cấp, làm ăn rất phát đạt. Khách ra vào tấp nập, cửa tiệm rộng lớn, thiết kế sang trọng. Nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung, mặc toàn tây Âu trắng. Bếp trưởng đội nón trắng tinh, tay luôn đeo găng, chứng tỏ bên cực kỳ vệ sinh sạch sẽ. Nhân viên trong quán từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi, bưng bê phục vụ thực khách. Còn vị chủ quán họ Thái, tuổi ngoài 50, béo tròn phục phịch, mặc tây Âu,
mặt mày hớn hở ngồi nơi quầy thu ngân sau máy đếm tiền, tay đeo đồng hồ vàng chói, cười toe tét, vui tới không thể khép miệng lại. Trước cửa tiệm là quầy hàng bán lẻ, phía sau tiệm là xưởng giết mổ, lò quay nướng vịt. Bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới thơm ngon, hấp dẫn thực khách ăn rồi còn muốn ghé nữa. Vì vậy mà tiệm buôn càng ngày càng phát. Mấy năm gần đây, tiệm lập chi nhánh các nơi, chủ quán ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều. Trong đây không thể thiếu các thực khách của Tủ Gia, Vũ Trường, Tiệm Vàng, Sòng Bạc, vân vân. Phải nói lúc này cũng là thời kỳ ông hưởng thụ tiêu xài vô cùng mãn ý, biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh. Mỗi năm, khi mùa xuân đến, nhà nhà hộ hộ thấy đều cần sắm hàng Tết, thân hữu đa số đều muốn biếu xén quà, thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất, lên như thủy triều dân. Khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò, phải sắp hàng chờ đợi từ 3 đến 5 tiếng. Nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya. Quán phải mướn thêm người phụ lâm thời, mà vẫn bận tiết mù không thể nghỉ ngơi. Vì vậy mà phải tổng động viên toàn gia, cả nhà đều lao vào cuộc, bận rộn buôn buôn bán bán. Hôm nọ cũng giống như mọi ngày, tiệm đang buôn bán rơm rã, huyên náo ồn ào, thì trong khoảnh khắc bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to, lớn vang dội, trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm. Vì vậy mà thu hút trọn sự chú mục của bao người. Thế nhưng ai chứng kiến cũng đều đứng sững, đứng như bị trời trồng. Giây phút này, mọi người chỉ biết kinh ngạc, dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất, hình trạng giống y như con vịt. Miệng của lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp. Không những giống như vịt mà còn to hơn vạn bội. Mọi người đều xúm lại, vây quanh nhìn và không ngớt bàn tán xôn xao. Bỗng có một bà béo mập hét thật lớn, nói: "Ôi trời đất ơi, lão này giết vịt nhiều quá nên bị quả báo đó. Sợ quá, tôi không dám ăn thịt vịt nữa đâu." Mọi người bây giờ mới tỉnh hồn trở lại, không hẹn mà đồng một mục đích, xúm nhau chạy ra khỏi tiệm, giống như là bầy ong vỡ tổ. Bà giám đốc phu nhân vội mời bác sĩ đến chữa trị, nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy cũng không thể nào khiến ông ngừng kêu tiếng cạp cạp quái gở kia. Ông cứ kêu như thế suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa, thì hai mắt ông mở to, thất thiểu, ọc máu, và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng. Kể từ hôm đó, tấm bảng hiệu quán ngon cao cấp bị tháo dỡ, các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa, dòng tộc họ Thái cũng giấu luôn tông tích, không biết họ dời đi cư trú ở đâu. Thức ngon đặc chế. Trong một vùng nông thôn thuộc miền đông bộ Thái Lan, có một nông phu tên là A Bang. Bà vợ sinh được 3 con, 2 nam, 1 nữ. Thằng đầu tên Ô, 9 tuổi. Thằng kế tên Hồng, 7 tuổi. Và út gái tên Bạch, 5 tuổi. Hôm nọ, vợ chồng A Bang đến dự lễ nơi nhà một người bà con, bỏ 3 đứa nhỏ ở nhà. Nơi chúng trụ là căn phòng bằng gỗ, xây theo kiểu Thái. Căn phòng có chất một đống rơm khô, ngoài ra còn có một cái máng xói hình chữ thập để khứ nước mưa và một hàng lu dùng đựng nước uống. Nhà ở các hộ nông dân nơi đây xây cách nhau rất xa, phân bổ rải rác trong điền viên. Hôm đó, căn phòng gỗ đột nhiên bốc cháy. Láng giềng ở xa chỉ nhìn thấy khói đen bốc cao, lửa vây kín nhà. Cả tòa nhà gỗ chẳng mấy chốc bị thiêu rụi. 3 đứa trẻ trong nhà do cổng khóa kín, không thể chạy đi đâu. Nghĩ rằng nước trị lửa, thằng Ô nó lần lượt bồng 2 đứa em đem bỏ vào cái lu to đầy nước và đậy nắp lại. Sau đó nó cũng nhảy vào một cái lu khác để tránh lửa. Lúc láng giềng và nhân viên cứu lửa chạy đến, thì cả tòa nhà gỗ và 4 đống rơm cũng cháy rụi, còn thiêu chết 1 con bò bị cột. Nhưng không thấy dấu vết trẻ con đâu. Mọi người đều cho rằng chúng đã chạy thoát cả rồi. Khi vợ chồng A Bang về, họ cũng hoảng loạn tìm con.
đến tối mò cũng không tìm ra được. Sáng hôm sau, một người bà con tên là Luân Bao cũng tới phụ tìm các trẻ, giống như có biết trước. Ông vội chạy đến lu nước, dỡ nắp ra thì kinh ngạc hét to. Vợ chồng A Ba nghe tiếng kêu, vội vàng chạy đến xem thì thấy thi thể của thằng U, đứa con trai đầu. Luân Bao lại mở tiếp cái lu kia thì lần lượt phát hiện ra xác của Hồng và Bạch. Lúc này hai vợ chồng quá đau lòng, ngã xuống ngất xỉu. Báo chí và đài truyền hình đều đăng tin thương tâm này. Lúc đó ký giả đài truyền hình phỏng vấn hỏi Luân Bao vì sao biết ba đứa trẻ chết ở trong lu. Luân Bao đáp: đêm hôm lửa phát cháy, ông đang ngủ ở nhà, bỗng mơ thấy cảnh mọi người chạy đi tìm các cháu. Bỗng dưng thấy một lão già chưa từng quen biết, râu trắng dài tới ngực. Ông nói: bầy cá ở trong lu nước. Tỉnh dậy, ông thấy rất kỳ, bèn vội vàng chạy sang nhà A Ban, nhào tới dỡ lu xem tử. Không ngờ thi thể các bé ở trong đó. Nghe đến đây, A Ban hét to một tiếng rồi ngất xỉu trên đất. Khi được cấp cứu tỉnh lại, đôi mắt của ông vô hồn nhìn gây dại về xác ba đứa con và lẩm bẩm nói: báo ứng, báo ứng mà. Mọi người đều chỉ ông thương tâm quá độ, thần trí mê muội, không dám hỏi gì. Theo tập tục ở nông thôn, hễ nhà nào có chuyện là mọi người đồng tâm hiệp lực phụ chôn cất con A Ban. Vợ chồng A Ban nội trong một ngày mất hết ba đứa con cưng, đành náo tạm một nơi khác. Tài sản tích chứa đều bị làm mồi cho ngọn lửa, hai vợ chồng gặp phải gia biến thảm sầu. Họ thấm thía Lý Vô Thường buồn vui ly hợp ở dân gian, nên không chút do dự đồng xin xuất gia. Ai cũng hiểu và cảm thông cho họ, nhưng mọi người đều thắc mắc khi nghe A Ban luôn miệng nói rằng báo ứng, báo ứng. Ông vốn là một nông dân trung hậu cần lao, nhưng đã làm gì để bị trách tội nặng đến như thế? Thật khiến cho người ta khó hiểu. Chỉ có A Vu, em vợ A Ban, là biết rõ. A Vu nói: anh Ban sống luôn biết giữ hòa khí, nhiệt tâm giúp người. Anh chỉ có tính rất ưa ăn ngon và tự mình sáng chế món rau dồn cá. Chính A Vu nhiều lần phản đối kịch liệt món này. Thái Lan là xứ gạo cá, và mùa xuân mỗi lần gặp mưa giông là thời kỳ cá đẻ trứng. Mười mấy ngày sau, các con lớn bằng đầu đũa. A Ban ưa dùng vải mùng may thành vợt, lùng bắt đám cá này. Ít thì có mười mấy con, nhiều thì hơn trăm mạng. Sau đó anh bỏ các con vào trong thùng nước. Lúc cần đấu thì chọn các cọng rau to lòng, cắt bỏ các đốt máu đi thành một ống trống suông, sau đó đổ nước lạnh vào trong nồi, thả rau và các con vào, chụm lửa nhỏ riu riu. Do nước lạnh từ từ chuyển nhẹ nhẹ qua nóng, nên mới đầu đám cá còn hồn nhiên bơi tung tăng, nước ấm dần đến tăng độ, cá nhỏ gặp lòng rau rỗng liền chui vào trong đó trốn nóng. Tận mắt chứng kiến cảnh lũ cá bị giết tàn nhẫn, chết thảm thương, nhưng vợ chồng A Ban chẳng mảy may động lòng trắc ẩn, ngược lại còn tự hào đắc ý vì mình biết sáng tạo ra món ăn cực kỳ đặc biệt và ngon. Mỗi một khúc rau trống đều có một đám cá chui vào, đem ra trộn với gia vị thì ăn ngon cực kỳ, không gì sánh. Có lần A Ban làm ruộng, anh dùng lưới vớt hết bầy cá con. Đột nhiên có hai con cá lớn là cha mẹ của chúng nhảy lên bờ. Có thể là do nhìn thấy bầy con bị bắt đem đi, chúng bị thống khổ đến cực điểm mà nhảy lên tự sát để kháng nghị. A Ban lúc này nhân tính mê bụi, cho rằng khi không có được của bất ngờ, liền bắt luôn hai con cá đó đem về nhà nấu ăn. Con người quen tạo sát nghiệp ác độc là do lương tâm bị vùi lấp mê bụi. Chỉ khi nhìn thấy cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái mình chết, mới kêu gào khóc lóc, hô thiên gọi địa đau đớn, thảm sầu.
chẳng hề nghĩ đến loài vật, cũng có nghĩa tình cha mẹ, anh em, phu thê, con cái. Cổ Thi nói, trăm ngàn năm nay trong chén canh, oán sâu như biển, hận khó bình. Như này, báo ứng nhân quả xoay chuyển, đến khiến cho A-Bang gánh phải niềm đau chôn con, nếm mùi khổ tự thân chứng kiến một bầy con bị chết cả. Sao không khiến cho anh ta thối tâm nản chí chứ? Một thi nhân thời cổ đại đã làm thơ ngăn sát như thế này. Ai bảo chúng sinh mệnh nhỏ nhoi, chỉ là xương thịt với da thôi. Xin anh chớ bắt săn giết chúng. Tình cảm chúng đâu có khác người. Nhân loại hàng ngày đều tự làm tăng thêm nghiệp sát quan trái. Khi chúng ta bệnh nằm tại y viện hay trên bàn mổ, ngay khi đó chúng ta có thể thầm tự vấn. Có tự hỏi rằng, cả đời mình đã từng ăn bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, bao nhiêu heo, bao nhiêu bò, bao nhiêu loài đã tán mạng vào bụng chúng ta chưa? Và hôm nay chính là ngày báo ứng đến. Người vào thăm bệnh cũng cần nên phản tỉnh như vậy. Nếu như nhân loại có thể tự vấn mình đến cùng, thì sẽ phát sinh tâm từ, tâm sám hối, và nghiệp sát tự nhiên sẽ giảm. Cũng như những chứng bệnh oan nghiệt kỳ lạ sẽ dần tiêu tan.